Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube bên Kim Bảo Audio. Em là Trần Trung, chuyên chia sẻ về các thiết bị âm thanh. Hôm nay chia sẻ cho anh em nào mà muốn vọc, muốn nghịch những cái con vang số để coi chất lượng âm thanh nó tốt hơn thì anh em tham khảo con này nha. Con này hàng chính hãng của Atli, mã là D800. Anh em nhìn giao diện sơ mặt trước của nó sẽ có ba cái volume điều chỉnh thông thường như những con vang khác nha, như effect nè, tiếng mic nè, tiếng nhạc nè. Tất nhiên ba con này chỉ làm đường tổng thôi và màn hình sẽ hiển thị đầy đủ cho anh em nè. Con này có cái cổng đầu vào như là BT là Bluetooth nha anh em, Optical nè, AUX1 nè, AUX BMG nè. Thực chất cái AUX1 với BMG là hai cổng cắm bông sen bình thường thôi anh em, hoặc là MP3 là USB ở đây nè. Ngoài ra thì có thêm cái mod là các điều chỉnh như là 1 2 3 4 thì anh em cân chỉnh sẵn và gọi ra thôi, rất là đơn giản. Và sẽ có thêm một cái remote cho anh em cân chỉnh nữa nè. Remote. Cái điều khiển thì không có gì hết em, chỉ là mấy cái mod để điều chỉnh âm thanh đầu ra, nhận chọn âm thanh đó, ví dụ như mod 2, mod 3. Hay điều chỉnh âm lượng lớn nhỏ của mic, lớn nhỏ của nhạc thôi nha. Tắt thôi cái remote. Và mua hàng sẽ có kèm theo cái đĩa cho anh em để cài đặt nữa nha. Đây, anh em muốn cài đặt thì có thể cài đặt máy tính ở đây. Còn một con vang rất là chất lượng, giá thì rất là mềm hơn anh em, chưa tới 3 triệu đồng nha. Chưa tới 3 triệu đồng một con vang chính hãng, hàng chất lượng, bảo hành tận 2 năm cho anh em nha, yên tâm mà sử dụng. Hay anh em muốn nghe nhạc thì có thể tăng nhạc lên ha. Đó là tiếng nhạc rồi anh em ơi, nghe thử tiếng mic nha. Em để mic nhỏ thôi. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Tiếng này thì đã cài đặt sẵn hết rồi, anh em muốn thì có thể cài đặt lại, rất là chất lượng cho anh em. Lên 1 2 3 4 5 6 7. Đó. Tiếng nhạc tiếng mic cũng khá là ok nha anh em. Hàng con vang số mà, vang số anh em có thể cân chỉnh được. Nó chi tiết hơn những con vang cơ, anh em muốn cân chỉnh ha. Em để máy lại gần cho em hướng dẫn cho. Để máy lại gần như vậy thì cho anh em dễ nhìn hơn nha. Bây giờ anh em muốn chỉnh nè, ví dụ ở đây là effect nè, anh em ấn vào effect. Trong này sẽ có cho anh em nè, echo nè, đứng hơi chạy echo nè, sẽ có echo delay nè, và có echo void nè, nó hơi bị chói đúng không? Thôi, đó, echo void, ấn chậm thì nó sẽ trở về nha, tầm 5 đến 10 giây nó sẽ trở về. Revert void nè, revert delay nè, revert time nè, đầy đủ rất là chi tiết cho anh em. Rất là chi tiết. Anh em muốn chỉnh mic nữa. Trong mic này nó sẽ có 2, 4, 6, 7 cần EQ. Vì anh em muốn chỉnh cái này đúng không? Thì anh em vặn cái nút này nè. Đó, tăng cái tiếng bass mic lên, không phải giảm xuống. Còn muốn qua cái kênh khác anh em ấn xuống nè. Đó, ấn xuống nha, ấn xuống nè. Ấn lên thì trở về, ấn xuống nè. Rồi muốn tăng tiếng chép của mic thì anh em tăng lên. Đó, tăng chép mic lên. Thì mic nó nhẹ hơn đúng không? Đó, hoặc là tăng cái đó. Rồi, em ấn nhầm nút mod, nó qua mod 2 nè. Nha, để em ấn lại cái mod 1 ha. Ấn hồi nó ấn 3, 2 xong 3. 3 xong sẽ qua 4 ha. Đợi tí nó load thôi anh em, nó load thôi. Nên lúc mod đây nè anh em, nó sẽ chuyển đổi ha, anh về cái mod 1 lại. Đó, và cái mic cũng sẽ có 7 cần và cái nút nhạc thử nha. Nút nhạc cũng sẽ có 7 cần. Anh em muốn tăng tiếng chép nhạc, tiếng bass nhạc thì có thể tăng lên. Tăng thì dùng cái nút effect này để điều chỉnh anh em, tăng lên nè. Nha, giảm xuống nè. Đó, anh em muốn thì có thể ấn nút này chuyển đổi nè. Tăng chép nhạc lên nè. Ấn hơi chậm thì nó sẽ đây, nhạc nè, ấn vô nhạc để chỉnh nè, tăng lên nè, nhạc phải tăng lên được thoải mái nha. Đó. Mà ấn lên nút xuống để chuyển đổi, cái này chỉnh rất là đơn giản anh em, anh em có thể tăng chỉnh thoải mái, tăng sao cảm thấy mà anh em nghe thấy nó hay là ok, chỉnh bằng tay rất là dễ, không cần phải chỉnh bằng điều khiển chi. Nút set này nè, là set để cho ví dụ đây nè, cái này âm lượng lớn nhất là 80 và âm lượng khi mà anh em mở máy á, anh em chuyển đổi qua đây, nhấn nút set nha anh em, nút set để chuyển đổi qua, ví dụ cái đây nút set nè, em đang để là khi mở máy lên nó mặc định nó là 20 thì anh em phải chuyển đổi được, lớn lên thì mặc định nó là 30 nha, mic đó này, ấn set để chuyển đổi, ấn xuống để chuyển đổi, ví dụ muốn tăng thì tăng lên, đó nó chuyển lên ha, nhảy số kìa nè, hiện tại em để mặc định là 20 hết luôn nha. Thì lên là trở về màn hình chính. Còn ba nút này là nút lùi bài, dừng bài, qua bài hoặc của cái USB anh em cần thì mới dùng nha. Rất là chỉnh đơn giản ba nút này thôi. Effect nè, tiếng vang là trong này sẽ có là đầy đủ cho anh em. Đó, anh em muốn có thể chỉnh được. Ấn xuống nè. Ấn xuống là nó điều chỉnh nè. Anh muốn mà anh em muốn nhiều echo hay nhiều reverb, muốn nhiều reverb thì tăng cái reverb lên, đang để 40. Lớn nhất của nó sẽ là nhiều ta, lớn nhất nó sẽ là 80 ha. 80 nó, anh em muốn nhiều reverb thì tăng reverb lên, còn muốn nhiều echo thì tăng echo lên, hiện tại muốn ít reverb thì giảm reverb lại đúng không?
rất là đơn giản nha anh em. Anh em chỉnh thì bằng tay con này, chỉnh coi như là bằng số, chỉnh tay rất là dễ, rất là dễ. Mic thì 7 cần mic ở đây, không tăng chép mic, không tăng cái nhạc, rất là đơn giản. Đó, anh em có thể vọc thoải mái, vọc thoải mái. Nhưng mà trước khi vọc anh em nhớ chụp hình lại, chụp hình lại, chụp hình cái thông số này lại nha. Chụp hình cái thông số này lại, nhiều khi mà anh em đỡ vọc sai á thì anh em có thể nhìn cái hình để chỉnh lại, nhìn cái hình để chỉnh lại được cái thông số cũ nha anh em. Lưu ý anh em vặn hư rồi cái không chỉnh lại được đâu. Đó, lớn nhỏ nha. Và anh em lưu ý nha, cái nút này nè, anh em đừng có vặn một, đừng có vặn giống em vặn nè, anh em thấy em vặn không? Đó, đừng có vặn giống vậy, đừng có vặn vậy, nhiều khi nó không nhảy kịp. Anh em cái này nút vô cực, anh em cứ vặn từ từ giúp em thôi, đừng có vặn nhanh đó. Một số anh em kêu cứ vặn vậy nha, cứ kêu nó không có nhảy. Một số con vang hoặc là sau khi anh em dùng nó sẽ bị như vậy. Một số con vang nó mua về nó đã mặc định như vậy rồi, anh em vặn nhanh nó không có nhảy được đâu. Anh em phải vặn từ từ nhẹ tay thôi, kiên nhẫn nha, kiên nhẫn đó, vặn từ từ thôi, đừng có vặn vèo giống em nãy nha. Đó, vặn anh em nghe, nghe cách kìa, bi ở trong nó kêu á. Đó, nhớ vặn từ từ nha, nhớ kiên nhẫn nha anh em, đừng có làm ào. Đó, rất là đơn giản anh em ha. Một con vang số phía sau thì nó sẽ có cái cổng ao, như là con này đầu vào sẽ có đầy đủ nè, Bluetooth optical. Cổng sau thì nó sẽ có hai cổng RSL, có cổng Canter, có cổng sub và cổng MRML nữa, rất là nhiều cổng ao. Anh em cần tham khảo con này, giá tầm khoảng 3 triệu hoặc chưa tới, gần 3 triệu. Anh em cần gần 3 triệu một có một con vang số rồi nha. Rồi, cần tham khảo thì có thể nhắn bên em. Số điện thoại là 0979 778 678 hoặc là ghé địa chỉ bên em 276/7 đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Một lần nữa cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.